Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 24 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này người tuổi tý đang gặp ngủ hành tý dậu tương phá nhắc nhở con giáp tuổi tý đừng nên vội vàng bất cứ việc gì bạn rất dễ bị xảy ra sai sót cho dù bạn rất tin tưởng những gì mình làm rồi nhưng vẫn phải nên nhờ ai đó kiểm tra lại một lần nữa việc để xảy ra lỗi khiến người ta đánh giá sai về bạn đấy thiên tài mang lại thuận lợi về kinh doanh đầu tư giúp con giáp tuổi tý thu hút tiền bạc về mình lúc này cũng là thời điểm bạn cần học cách tôn trọng gìn giữ những gì bạn đang có May mắn của bạn một phần là nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người đấy. Đừng quên rằng có những thứ mà chỉ khi mất đi rồi, bạn mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Vậy thì từ ngay ngày hôm nay, hãy trân quý những gì mà cuộc sống dành tặng cho bạn nhé, dù là một mối quan hệ hay sự giúp đỡ nhỏ nhưng bằng cả tấm lòng của họ. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Có khách hoặc có bè bạn đến làm đảo lộn mọi dự tính sinh hoạt trong ngày. Sức khỏe không tốt, phải di chuyển hoặc toan tính nhiều cho mọi người ngày của tình cảm buồn vui lẫn lộn tiền bạc vào nhanh ra nhanh về hội hè ăn uống quà tặng mua sắm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất hao tốn tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng có cuộc đi không vừa ý tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui về tình cảm tin xấu về sức khỏe làm ăn tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công danh chức vụ tình cảm hôn nhân người nữ có tài lộc người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp đình đám nên, đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư, cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Không nên, thưa kiện, tranh cãi, chỉ hoãn công việc, xin nghỉ ngắn hạn, rời hẹn, trần chờ bỏ qua cơ hội. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn có tin vui, mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi sửu Vận trình ngày thứ bảy này, nhờ có ngủ hành tam hợp che chở cho người tuổi sửu, cho nên bạn đang có tình yêu nồng ấm, hạnh phúc và thành thơi. Hai người dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau để cùng đi xem phim, đi dạo, đi ăn, gặp gỡ bạn bè một số cặp vợ chồng có thể nhận được tin vui bầu bí trong thời gian này ảnh hưởng của tỷ kiên cho thấy với chuyện gia đình thì hôm nay con giáp tuổi sửu có phần hấp tấp nóng vội chính điều này sẽ khiến cho cảm xúc của những thành viên gia đình bạn ngày hôm nay không được tích cực cho lắm hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách tinh tế hơn nhé thổ kim tương sinh hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh có người còn được người khác trả nợ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng thoát khỏi những bức xúc khi đi đòi nợ Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nên thay đổi chỗ ở, công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người dòm ngó thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao. Đề phòng rủi ro hoặc có tin buồn. Có sự sửa chữa, tu bổ về đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Mọi việc dễ gặp trở ngại, chắc trở, chậm chạp, khó khăn nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn, khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở, phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Nhưng có tin không tốt, chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự chắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, hoặc có quà nhỏ, ăn uống nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị giòm ngó mà không được hưởng hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột nhưng cũng không nên để mình bị áp lực. Nhà có đình đám hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ, có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân hoặc gặp rủi ro, có tin buồn không nên vội vã hoặc lo ngại sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc có tin xấu về đi lại di chuyển các phương tiện xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi dần trong ngày có chính quan nâng đỡ giúp cho mọi việc của bạn tuổi dần diễn ra suôn sẻ thậm chí nếu con giáp tuổi dần đang đi du lịch cũng có được chuyến đi như ý với những trải nghiệm thú vị về khía cạnh công việc bạn có được lời khuyên hữu ích thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Đừng dễ hài lòng, đừng dễ chấp nhận những gì bạn có ngày hôm nay, bởi mọi thứ có thể rất dễ sẽ thay đổi theo cách mà bạn không nghĩ tới. Đây là ngày mà bạn cần phải có một cái nhìn tỉnh táo và linh hoạt hơn trước những thay đổi của đời sống đấy. Kim Mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình, có thể là anh em bất hòa. Thậm chí vì chuyện vay mượn tiền lẫn nhau mà xảy ra xung đột ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mọi người trong nhà tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại mới tốt nếu không thì việc mong cầu khó có kết quả gặp trắc trở tuy nhiên phải có sự dè dặt chậm rãi toan tính kỹ càng rồi mới hành động vào ngày khác nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ có sự giúp đỡ mình về ý kiến hoặc tiền bạc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có cuộc vui tin vui quả cáp nghe tin buồn về sức khỏe buồn mạng của thân nhân bè bạn ngày có sự hẹn ước, đáo hạn, định ký, tài lộc trung bình, tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật, nếu không như vậy thì gia đạo có chuyện tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên trần trừ sẽ bị lỡ việc, không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng, nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mão. Trong ngày đang chịu tác động của ngộ hành lục xung khơi dậy cảm giác ghen tuông, căng thẳng có thể khiến cho tâm trạng bạn tuổi mão ngày hôm nay không được tốt chút nào. Tuy nhiên thay vì nổi nóng và phá hủy những phút vui vẻ của mình thì tại sao bạn không ngồi lại với một nửa và trò chuyện với họ để chia sẻ những trăn trở và tìm ra giải pháp chung nhỉ? ngày hôm nay cũng có thiên quan đẩy con giáp tuổi mão vào giữa ngã ba đường khiến cho bạn phải đứng trước những lựa chọn khác nhau có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được những cảm xúc đích thực của bạn thay vì bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào ngay lúc này bạn cần phải thể hiện được bản lĩnh của bạn đấy vì bạn cũng đã từng muốn lùi bước muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi nhưng dù thế nào cũng phải bước tiếp vượt qua giới hạn bản thân mình đi nhé tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về công việc phương hướng làm ăn cũng như về chuyện tình cảm hoặc vì hoàn cảnh mà mình phải thay đổi đi xa di chuyển lo toan mọi việc nên có sự gói ghém không nên bày vẽ chỉ thêm trở ngại phiền toái gia đạo bất an có tin buồn tiền bạc tuy có nhưng cũng dễ hao hoặc chậm chạp dày dà tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, ngày xung của buồn mạng nên đi xa để giải quyết công việc cũng không nên tránh né có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có tiệc tùng đình đám hoặc ngày có nhiều sự thay đổi biến động bất ngờ có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc có tin buồn về tai nạn đau yếu tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác có tài lộc hoặc có sự thuận lợi tin vui về tình cảm tiền bạc đồ đạc nhưng dễ hao tán về mua sắm tu bổ giúp đỡ có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại tiến hành công việc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở bỏ giờ nửa chừng dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại có khách đến hoặc nhà có đám tiệc có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại đồ gia dụng hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa có tài lộc quà tặng lộc ăn có tin tức ở xa cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại có tin xấu về sức khỏe. tử vi tuổi thìn ngày thứ bảy này xem tử vi chỉ ra rằng nhờ lục hợp che chở mà những căng thẳng trước đây của con giáp tuổi thìn được hóa giải họ lắng nghe bạn hơn để bạn có cơ hội nội thật lòng mình ngoài ra hôm nay cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín với người khác kiếp tài dự báo việc xảy ra ngày hôm nay khiến cho con giáp tuổi thìn hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra nếu chúng có thực sự đúng hay không hãy cho mình thời gian để ngồi lại tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn trước khi có chọn lựa tiếp theo nhé ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh thực hiện một việc gì đó mà bản thân ấp ủ trong ngày cuối tuần bạn có thể đi học thêm vẽ bơi lội may vá hát những điều nhỏ bé này mang lại niềm vui không hề nhỏ cho cuộc sống của bạn đấy tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên theo đường hướng cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc có tin vui thuận lợi cho việc di chuyển đi xa gặp quý nhân bè bạn có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có sự gặp gỡ người thân tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công danh chức vụ hoặc phải tạm bỏ ngang công việc nửa chừng để làm công việc khác ngày khó có sự việc nào hoàn thành trọn vẹn hoặc chưa có sự tính toán tốt đẹp có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tiệc tùng có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên thay đổi ý định công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài lộc không được như ý. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Không nên hấp tấp vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc di chuyển đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin tức xấu. Có cuộc vui nhỏ, không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Tử Vi tuổi Tỵ. Cục diện ngủ hành Tam hợp che chở giúp cho con giáp tuổi Tỵ nhận được sự thấu hiểu từ một nửa của mình, từ đó bạn nhận ra hai người có nhiều điểm chung. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tỏ tình với người bạn thầm thương trộm nhớ nữa đấy. Chính ấn tương trợ để con giáp tuổi Tỵ làm việc gì cũng thông tỏ, sáng suốt có thể bạn vẫn phải xử lý một số vấn đề liên quan trong công việc dù hôm nay là ngày nghỉ dường như bạn giải quyết mọi vấn đề rất tốt và hiệu quả không ai có thể chê vào đâu được trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại. Nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định hành động. Có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình. Có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên kéo dài có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng, nhưng cũng không có lợi. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cần cẩn trọng trong mọi việc có tin xấu không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác chưa hẳn đã là sự trung thực nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc việc mong cầu về tiền bạc không tốt chỉ có được chút ít dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi ngọ Ngày thứ bảy này dưới sự tác động của thiên ấn chiếu mệnh mang tới nhiều cơ hội cho những ai làm công việc tự do hoặc là nghệ sĩ, dù bận rộn với sự nghiệp nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui và được là chính mình không cần quá tham vọng bạn chỉ cần vui với hiện tại là đủ rồi hôm nay với người tuổi ngọ không chỉ bệnh ở tí do đó bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay sẽ không có lợi cho bạn ngũ hành xung khắc cho thấy những băn khoăn về tài chính có thể khiến cho bạn không được vui vẻ cho lắm tuy nhiên thay vì đổ lỗi cho chính mình tốt nhất là nên nhìn nhận lại vấn đề và xem hướng giải quyết sao cho phù hợp dằn vặt bản thân chẳng được ít lợi gì và chỉ làm tốn thời gian của bạn mà thôi Tử Vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Không nên nóng nảy hấp tấp vội vàng toan tính mọi việc sẽ đem đến bất lợi. Có nhiều việc cần phải đi hoặc gặp tận mặt mới giải quyết được. Tài lộc dễ hao tán, vào nhanh ra nhanh hoặc chỉ có lợi về việc thu phục tình cảm, nhân nghĩa. Có sự bảo bọc cho người thân, người ơn, bè bạn. Tử Vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Có tin buồn, hoặc sự gặp gỡ, kết quả công việc chưa được như ý. Có sự hao tốn sửa chữa, tu bổ, chỉnh trang, mua sắm vật dụng, đi xa. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Gặp lại người xưa, bạn cũ, hoặc có tiệc tùng. Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, hoặc nhận tin tức không tốt, Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc thay đổi bất ngờ hoặc có những chuyện đến ngoài dự tính, kể cả những người mình không hẹn gặp. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào hoặc có quý nhân giúp đỡ cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, được lộc ăn, dự tiệc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa ăn uống tử vi tuổi mùi trong ngày có sự xuất hiện tỷ kiên chiếu mệnh đây là ngày mà con giáp tuổi mùi cần phải xem xét mọi việc dưới góc độ cá nhân theo cảm quan cá nhân hơn là thực tế điều này có thể gây ra những hiểu nhầm những mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn với những người xung quanh cần cố gắng để tỉnh táo hơn khi đánh giá mọi thứ nhé ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm được chốn bình yên cho riêng mình bất chấp xung quanh bạn có phiền nhiễu đến mức nào đi nữa lúc này bạn được thỏa mãn sở thích của chính mình và được sống lại những cảm xúc đơn giản trước đây bạn đã từng quên mất theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú hôm nay bạn nên làm những việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt nhất là xây dựng nhà chôn cất cưới gà xuất hành đi thuyền mưu sự cắt áo tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin vui về công việc làm ăn tuy nhiên cần phải cẩn trọng khi nhận được tin tức hoặc sự đề nghị có thể do sự hiểu lầm tin tức đảo ngược với thực tế có cuộc đi ngắn tài lộc trung bình có tin xa tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nhà có tiệc hoặc được mời dự làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại đồ gia dụng hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa có tài lộc quà tặng lộc ăn có tin tức ở xa công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở bỏ giờ nửa chừng dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại có khách đến hoặc nhà có đám tiệc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi thân ngủ hành tam hội mang lại cho con giáp tuổi thân tình cảm ấm áp từ gia đình người thân trong nhà họ thực sự là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh nhất là trong thời gian sóng gió này nếu cần xin lời khuyên từ họ bạn nhớ nói ra bạn có cơ hội tìm dược lời giải đáp cho riêng mình đấy ảnh hưởng của thương quan nên hôm nay con giáp tuổi thân dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi khi có quá nhiều công việc phải xử lý ngày hôm nay liên quan đến việc công lẫn việc tư dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng bực dọc lên những người khác nhé họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn kim khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh bạn nên hoàn thành một số nhiệm vụ của mình nhanh chóng để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi hồi sức hoặc chỉ cần chìm đắm trong một điều nhạc mà bạn thích cũng giúp tinh thần của bạn tốt hơn rất nhiều rồi tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự gặp gỡ hoặc có nhiều tin tức của bè bạn quý nhân người thân nếu có lời đề nghị về công việc thì nên chấp thuận hoặc đi đến theo sự yêu cầu có tài lộc nhưng dễ hao nên nhu thuận trong sự giao thiệp thực hiện điều dự tính thay đổi phương hướng trả nợ đáo hạn nhờ quý nhân giúp đỡ khéo léo trong cách giải quyết công việc chờ đợi tin tức mới cúng tế làm phước tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn có sự hao tán về gặp gỡ giao thiệp tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người cơ hội đã giúp đỡ mình có quý nhân bè bạn người thân đến nên nhu thuận hòa hoãn với mọi người tránh mọi sự thị phi tranh cãi tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh ngày có sự đáo hạn đến hẹn định ký Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Dậu vận trình thứ bảy này do ảnh hưởng của cuộc diện ngủ hành dậu dậu tự hình khiến bản mệnh hay suy diễn mọi việc quá mức thậm chí bạn còn làm phiền người khác khi đưa ra những câu hỏi tò mò không đúng chỗ nhất là trong chuyện tình cảm bạn nên tin tưởng người mà mình đã chọn còn không thì nên dừng lại nếu không muốn cả hai mệt mỏi thêm nhờ thực thần mà trải nghiệm ngày hôm nay đem lại cho con giáp tuổi dậu cảm giác hài lòng sâu sắc cũng như sự hạnh phúc vì những gì cuộc sống đã giao tặng cho bạn vậy thì hãy tìm cách để phát huy duy trì những cảm xúc ý nghĩa nhé thay vì cho rằng chúng chỉ là trong một tích tắc mà thôi kim khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bản mệnh theo khía cạnh sức khỏe hôm nay là ngày nghỉ thì bản mệnh cũng nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn có việc gì để sang tuần xử lý bạn sẽ tỉnh táo hơn tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người Đi xa, di chuyển bất lợi. Có người đem đến tin buồn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự chắc trở. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn có tài lộc quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự chắc chờ trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt, không nên đặt nặng vào một chuyện có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, chắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. tử vi tuổi tuất. Bước sang ngày thứ bảy này gặp cục diện dậu tuất tương hại, nhắc nhở con giáp tuổi tuất không được chủ quan, thậm chí có việc bạn tưởng là hoàn thành nhưng đến phút cuối lại bị đổ bể. Dù thế nào cũng đừng buồn nhé, có thể đây là lúc bạn nhìn ra bản chất của một người, để phòng tránh, không nên tiếp tục tin tưởng họ nữa, tránh hậu quả về sau. Cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp ngày có kiếp tài đâu con giáp tuổi tuất nhé. Đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết cho riêng bạn, tuy nhiên có những việc dù bạn cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho những ai đang ốm sớm khỏe mạnh trở lại, ngoài việc nhờ vào những yếu tố bên ngoài, bản mệnh nên chăm chỉ ăn uống và không quên vận động nhẹ nhàng để cơ thể sớm thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa, Không nên buôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, lạc bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh hao tốn vì tiệc tùng đình đám họ hẹn nhưng cũng không vui vừa ý có tin buồn ở xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm hoặc sự giao thiệp qua lại giữa mình và mọi người đã đến lúc có thay đổi cũng không nên kéo dài nên bày tỏ ý định có tin tức buồn vui lẫn lộn nên tránh đi vào đám đông sẽ không có lợi có sự hao tốn hoặc hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên tiến hành có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại nên cẩn trọng trong việc vận chuyển đi đường sử dụng xe cộ máy móc nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt, không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi hợi. Xem tử chi cho thấy, ngày thứ bảy này có chính quan chiếu mệnh, dự báo cuối tuần mà con giáp tuổi hợi vẫn bận rộn với nhiệm vụ còn giang dở. Buổi sáng bạn nên cố gắng xử lý cho xong việc đi trước có như thế bạn mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đây là ngày mà con giáp tuổi hợi sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có việc cân bằng giữa các trách nhiệm công việc và nửa kia là các tương tác bạn bè, đồng nghiệp. Việc làm thế nào để khiến cho bản thân lẫn những người xung quanh hài lòng quả thực là một thách thức đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Có sự chờ đợi chậm chạp lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc có lộc nhỏ hoặc quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của buồn mạng. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, chắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này hao tốn về mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại